Rồi, ba anh em bên chào cả nhà nha. Chào cả nhà, chào cả nhà. Hôm nay bên sẽ làm một món mà sẽ ăn với gạo thơm này nha cả nhà. Đấy, gạo hún lủi, thấy cái bộ gạo hún lủi này là hôm bữa giờ anh em bên tìm dữ lắm rồi á. Hôm nay thì bên sẽ mua hai cái má heo nha cả nhà. Cháo má heo nướng muối ớt. Món này là món ngày xưa anh cả góp ý với anh em mình nè. Cái lần mình nấu cháo má heo á, anh Cường sao la. Cái này má heo mà cưng nướng nó ăn rất là ngon luôn, rất là thơm luôn. Hôm nay thì ba anh em sẽ thử cái món đó nha, anh Gông. Về hái ít gạo thơm. Gạo này chắc ăn 10 cái má heo chưa hết. Thêm bộ vài bộ lòng nữa mới được. Hái một ít gạo găm này cả nhà. Gạo găm ăn đầu nướng nha. Gạo găm ăn đầu nướng là đúng sách luôn á. Tốt hết hồn. Còn gạo hún lủi, gạo này ăn đầu nướng, lòng nướng. Rất là ngon luôn. Cái nhà coi bộ gạo của anh em pin là tốt dữ dằn, quá đẹp. Tự nhiên không nha, toàn là phân không luôn á. Phân tươi không á cái nhà. Đây nè. Cộng đồng đấy nè. Là có sâu. Có sâu. Có sâu nè. Cộng đồng có sâu nè. Gạo sạch là có sâu mà. Hợp lý không? Hợp lý. Hái này anh em Vinh hái sẵn, hái đi đem về cho nhà ăn cái nha. Chứ bây giờ nó bự quá rồi treo tái hoài không được. Hai tái tái này muốn héo hay gì nè. Nè tái đằng đây được luôn nè cô béo ơi. Hai tái này luôn đi cô béo ơi. Để múc cái dây mướp của mình nó xuống sức nó không ngon cái nha. Mình nuôi mấy cái lái sao lâu dài cây đu cây đó giống cây đu đủ đực ha, tái nhỏ ha, nó dài dài á, với lại nó trong đây nó thông cái mét á. Tái cái cây nó không được sung quá trời luôn cả nhà ơi. 4 5 2 4 6 7 8 9 hơn cả chục tái luôn bên đây nè. Hay coi chuẩn ụm đầu con nha Minh. Nặng quá ụm đầu con á. Con có sợ nè, mày sợ chú Kha. Chú Kha ụm bên con mới mệt hả? Thấy con Minh để theo kiểu này chắc nguy hiểm rồi. Dạ. Không nguy hiểm đâu chú Kha. Được. Còn ụm đau. Ông chủ vườn ghiền vậy hỏi ăn mướp không? Để lấy mấy thứ mướp mướp đổi xả với cụ ghiền nữa không? Thấy chú ơi, chú ổng có tổng chứ. Mướp. Mà làm gì đẹp bằng tái của mình, coi chừng nó lụng cái đít nha con. Tái này hơi non. Đầu rồi đó. Đó, cái tái này nè cả nhà, ui cho bá luôn nè. Thu hoạch luôn, để cho mướp nhiều quá không ngon. Mướp á cái nhà trồng mà phân thuốc nhiều á cái nhà ăn rất là lâu. Cái dòng mà bầu mướp với bí á là mướp là hàng mà ăn lâu nhất. Đúng rồi. Nếu mà mình đủ phân thuốc nó ăn lâu lắm. Thôi mình cái này chắc hơi con bị lật chắc luôn mình. Thôi rồi con bỏ xuống đi, con chuyền từ tái xuống, coi chú Hai chuyền từ tái xuống. Ủa sao cái tái đó còn nửa tái là sao? Của mình bữa đó nó bị em của nó mình bị lạc heo, nó bị con sâu chích con bữa con chọt nó không ấy được. Này là mình ăn gian mí lộ rồi. Nhưng mà cũng toàn là đất nhà không nhỉ, đất hiến hiến đất làm lộ cái nha. Xích ra rồi. Đó, đây còn tái nữa. Nhưng mà đó nó gan thêm cặp nữa kìa. Đó. Ờ tái được bị heo rồi. Vậy mình tái nó xấu rồi nè cái nha. Tái nó xấu rồi. Nè cái này coi nè. Con mướp này anh em pin nếu mà ra bán chắc cũng được 20 ngàn. 50 ngàn mà chứ 20 ngàn rẻ quá này cái nha. Đấy chứ. Nặng quá à. Bỏ luôn rồi. Nặng quá. Cái này bỏ luôn. Đấy chứ chứ ngay cũng trong khi vô nha. Cái này bị hư. Còn ăn được khúc. À thôi vô cái nhà. Đó rồi. Đó tạt luôn. Vô. Tan. Bự hơn. Thằng nhỏ này nó thích nghịch quá ta. Má thịt không. Còn cái mới đó mướp thì thấy đã thì chứ. Má heo, má heo. Má heo. Nè cho má heo nha cả nhà. Má nó còn heo nha. Trời ơi thịt. Cục huyết nữa bé, cục huyết nữa bé. Cái là buổi chiều anh em Vinh cũng như một chỗ bán mà một con heo là anh em Vinh lụm hết cái đầu heo luôn á, là ăn con chậu có nhiêu là kinh hết luôn á. Quyết này mới vừa luộc còn nóng hổi luôn. Đúng rồi. Hai canh chả chèo mà béo. Cái này thì bên sẽ dùng để nấu cháo nha cái nhà. Giá nè, giá với hành đầu bên nấu cháo. Còn cái này thì gia vị này để ướp với má heo nướng. Nghe cháo má heo nướng cái mua ớt cái nhà thấy lạ không? Đây, đây là anh Gấu chỉ anh em Vinh á, bữa nay thử cái món này mới được. Rồi, mình hãy ra lặt dao đi chú Kha rửa. Đúng rồi, rửa lụm hết mấy cái da rồi ra. Ủa lộn mấy cái lông. Lông. Xả là chú Bình để ướp má heo nướng ớt á, có tí xả cho nó thơm. Em đi thước đây. Ok. Đây. Quá đã. Hai con má thịt quá trời. Con lột tỏi đi, tỏi cho ngon lành đi. Đâu đúng rồi, cứ cô nhắc sao lâu quá rồi, không thấy Bình là cái món nào mà gì
có cái món nước chấm thần thánh là tỏi với tương ớt đó nha. Nay thì có vừa cháo má heo nướng á, nên Vin sẽ làm một dĩa nước chấm thần thánh ngày xưa của Vin. Vin sẽ xắt mấy cái dây dụng chuẩn bị cái ra, rồi chuẩn bị cái tô ướp đậu nướng với lại cái chén nước chấm của anh em Vin nữa. Nước chấm thần thánh. Ăn gì cháo? Có vậy chứ con ăn đậu nướng hay cái gì đó mà có miếng cháo một húp vậy đỡ ngán lắm á. Dạ. Bởi vì lúc trước anh Cường nói sao không nướng cái đó ăn ngon lắm. Em thì em không biết nấu cháo má heo mà lần này sẽ làm cái món là cháo má heo nướng mưa. Nghe cái tên thấy cái nhà chắc nghe lại lạ quá. Quyết này quyết mới luôn á. Nãy bé cậu thấy nóng đúng không? Không hỏi luôn á. Hồi nãy cái chị con quyết mà chị lấy chị ấy thì hai cũng thấy ba giật nữa. Quyết này chút xíu Vin sắc ra Vin bỏ vô trong hay bỏ vô trong nồi cháo nè. Dạ. Hai cái má heo này và ba chú cháu mình ăn đã luôn á, quá thịt luôn. Hồi lúc trước anh em mình cũng làm hai cái. Dạ. Hồi đó có của mình chưa ta? Có rồi luôn hả? Có, hay nhớ mà. Hồi lột cái đầu gà cắt kêu không? Gọc. Thằng miếng xẻo. Cái đó cần luộc sơ thôi nha béo. Dạ. Cũng như luộc cho cái hơi mình nấu cái nước cái tông á. Cho ra nó ba cái chất méo nó còn lại cho nó ra chất tanh. Đúng rồi. Cho cái nồi cháo mình nó đẹp. Hôm lấy cái nước đó mình nấu cháo á. Dạ. Bắt đầu cái em lên thở nó đi. Cái này thì cái nhà canh chừng Binh sẽ ướp bằng dầu hào nha. Hai cái má heo này thì Binh làm chừng ba cái muỗng dầu hào nha cái nhà. Anh ta anh sỉnh hay gì mà anh bóp kèn dữ ta. Chết rồi, mưa tương chảy chứ. Đây dần tí ngọt nha cái nhà. Xíu đường. Xíu đường thôi. Cho một ít màu đều vô nha cái nhà. Bây giờ nóng. Cho vô. Đây lên. Đây là bên dùng để ướp hai cái má heo của bên để đầu nướng đó nha cái nhà. Cái này là cái chén mà nước chấm đồ nướng thần thánh của Vin. Tương ớt nha cái nhà với nước tương. Cô béo giới cho hai cái muỗng cái cô ấy. Dằn vô tí đường nha cái nhà cho nó ngọt ngọt lên. Một xíu chanh thôi nha, tại mình đụng nước tương này cái nhà dùng chanh ít thôi. Nhiều lần nấy chua. Nó rất là dễ chua. Không lên chút xíu nữa cái bắt đầu cái nhà mà ngâm cho tỏi nó thấm á, rồi cái nhà niêm lại cái cho có vị mà mặn nhẹ ngọt ngọt. Tỏi cái này phải làm sớm cho tỏi nó đừng có bị còn nặng cái nha. Ngon lành quá đẹp. Thấy em tới phần luộc thịt. Vô bây bỏ một ít ớt cái tỏi vô cái nha cho nó khử bớt cái mùi thịt đi, tí muối vô nữa cái nha cái nha. Nè cái nhà con mấy cái má heo béo luộc xong béo làm nó sạch lại đẹp lên nè. Xinh tươi xinh tươi quá đẹp quá đẹp. Cục thịt chà ba luôn. Ăn một cục này thôi tôi chắc biết cục này là được rồi. Nè cái này ngay cái má nó nè cái nhà. Thịt quá đẹp không? Đây, con hơi cho của mình cái đầu này, cô béo cái đầu này hay ăn hai cái má thôi. Ok. Có chia tay thì chịu luôn á. Nhìn thấy con muốn thấy thèm thì chứ. Cho nó vô nha cái nhà. Cái này mấy anh chị cô chú chỉ rồi nha, luộc riêu thôi nha. Riêu có lâu xíu. Dạ. Đặng cho cái nước nó tông nó ngon hơn. Thịt mình nó lâu mềm nhưng mà nó tông nó đẹp hơn cái nha. Vậy là em ăn nữa. Riêu thôi. Mấy cái kia anh em mình chuẩn bị xong hết trơn rồi nè. Cháo sống. Nỉ. Chấm thần thánh con nè. Chỉ chờ đợi thôi. Chờ đợi là hạnh phúc. Thôi. Khỏi không? Đã mềm hồi nãy có xăm rồi. Dạ. Giờ mình cái đồ mà mình những cái gì mà mình luộc giờ mình mới nướng cái nhà phải để cho nó nguội nha. Nguội thì cái thịt nó sẽ không có bị nhão cái nha. Nó sẽ ngon hơn. Dạ, cho của mình nè. Đưa lên cho gần cho chú ba dễ phải không? Đúng rồi. 2 3. Hai cái. Đó. Cái này thì mình phải để nguội lại mình quét gia vị lên mình ướp. Mình không gáo không để gáo ra. Đúng rồi. Cho nó vô quạt máy liền. Ok. Được nha. Lên một cục đó. Ok. Chuẩn bị sung sướng rồi. Còn cái này thì mình sẽ nấu cháo nha cái nhà. Cho nồi cháo vô. Cháo đó anh em mình bắt sẵn nha cái nhà.
Nhi, rồi cho Quyết luôn vô luôn bé. Dạ, thấy chưa? Rồi, cho chị Quyết vô luôn đi cô bé. Vô. Cho vô luôn. Thôi niêm lại cho hành với lá hành đậu hành vô nữa là anh em Vinh có một người cháo. Mưa rồi. Mưa cháo mới ngon á. Dạm. Vinh sẽ gọc ra cho thấm gia vị nhiều xíu nghe cái gì. Nè. Hai cái má nè, gọc ra. Đó. Đó. Rồi cho hai gia vị vô. Cái nào thì mình thịt nhiều á mình gọc được thì mình sẽ gọc ra hết nha. Đó. Gia vị đồ nướng thấm vô cho nhiều một xíu. Đấy. Thôi của mình làm hết cục này không con? Hết chứ. Hết không? Hết. Thiệt không? Thiệt. Ghê hết lên chú hả? Hết. Đây cái chén gia vị hồi nãy bên pha này cái nha. Cho nó tan ra. Từ nãy giờ là cũng lâu rồi. Nên bảo đảm với cái nhà nó sẽ tan gia vị ra. Nào vô nhét hết vô kẹt vô hóc nó hết. Chảy chảy đây nhiều quá trời. Nằm ngoài đây nè, trong đó xương không à. Có hai cục này nè. Massage mày, đâu mà vô kia. Cái này là chín thì nó đã chín mềm rồi cả nhà, nhưng mà gia vị nướng thôi, chỉ cần khô gia vị nữa là mình đã thử thôi. Không có nó bậy nha. Không chơi vậy nha. Không có nó bậy nha. Tôi nhớ là chuyện tình cây cốc ngày xưa cũng có người nó bậy á. Rồi thấm thà hết cho nó thấm cái nè. Đây mưa mà ăn đậu nướng kèm thêm nồi cháo nữa. Thì chị bị thấu không? Để lên con. Đó. Đây cả nhà ơi. Chỉ còn lại khúc nướng heo luôn, má heo nữa là xong. Đây. Thời bị thấm mà từ nãy cũng 15 phút rồi đó. Đậu quá. Không quá, không quá. Đổ mồ hôi luôn á. Trời mưa mà đổ mồ hôi luôn cái nhà. Đổ mồ hôi. Chỉ cần nướng nó khô, nó chín như vậy nữa là ok. Đã, đã. Cái nồi nướng quá tuyệt vời hả? có nhiều, có 1.2, 1.4 gì đó mà xài được có mấy cả năm, hơn năm rồi. Với cái, thêm một cái lò nữa. Với cái sữa được cái lò nướng gà. Nướng gà hồi trước anh em pin sữa nữa, hai ba cái dĩ nữa. Rồi thơm. Tôi điện văn ra ngoài á. Khô ha ha. Cái phần xương nó khô rồi. Má heo mà cả nhà đi ăn ở ngoài á, má heo nướng á là 100% đều luộc trước hết nha cả nhà. Còn để mà nướng một cái má heo nguyên si mà để cho nó chín á thì rất là lâu luôn. Mà đó bị nướng rồi 3-4 tiếng hồ á mà nó rất là khô. Ở tông là nó tới khi mà nó chín ở tông ở ngoài là đen xì rồi, nó là nó khô heo luôn á. Không có ngon. Wow. Ồ, nó sôi nè hai. Nó sôi bùng bùng bùng. Cái má heo nó còn dầu nữa nha. Sôi đẹp ra luôn á. Không dẫn nữa. Đừng cho mà nhiều màu đều nhiều quá thì cái thịt của mình nó tươi lắm đó nha. Cho nhiều quá thì nó hơi mệt, hơi đậm, nó đen à. Nó rút cái thịt lại nè. Ăn ngang mướp nướng bữa. Mình không có cà tím mình là nướng mưa mướp. Thử cái khúc này ngon ha. Đúng rồi, thử món mới. Hai kia đỡ luôn cô bé ơi. Đồ, mưa mà ăn món nướng thì còn gì bằng. Mà mấy anh em pin trời mưa mà đổ mồ hôi có tải mướp không cô béo? Dạ có tải luôn, em mới tải. Cái mướp nó hơi đen. Ok, pin hai thái dày cũng được rồi nè cô béo ơi. Cục này ngon rồi, hai cục này ngon rồi. Lấy dĩa đi, lấy dĩa gấp ra. Cục mồ hôi nó rớt đập luôn hả? Vô nồi lửa là vậy á. Còn nướng mà. Cái này coi nè. Quá đẹp bé ơi, coi hai cái kia lật lại coi ngon chưa, gấp ra luôn. Đó, ngon rồi. Ủa, nó tôm nè hả? Coi nó sôi nè, chèo luôn rồi cái nha. Rồi. Rồi vô luôn. Coi hàng kia cho mình lên luôn. Đây nè. Thấy thèm chưa cả nhà ơi. Ôi, cái này lên tước rồi. Một dĩa má heo nướng ớt của ba anh em Vinh nha cái nhà. Cái nhà thấy cái màu nó hấp dẫn không? Đây, thêm một tô cháo nha, cách này là cách của anh cả chỉ mấy anh em Vinh nè.
chào sống, chào sống những thứ nước được cái tươi này à. Quá đẹp luôn, quá tươi luôn cả nhà ơi. Thôi ba anh em Vinh mời cả nhà ăn cháo mới heo luôn mới cùng ba anh em Vinh nha. Em mời cả nhà. Con mời cả nhà. Ừ, em mời anh cả nha. Cái món này anh cả chỉ em nè. Vô. Vô. Vô hai. Đồ cô bé cho bên cục nhỏ này cả nhà. Ôi em hai anh em ăn hai cục bự ơi. Em thích con mắt rồi, em hay dứt cục bự mới được. Ok. Vô. Con à. Mỗi anh em một cái dĩa nha cả nhà, dày xước ra xé chấm cho nó dễ. Hay quá. Ôi. Nằm dễ lắm cô Minh ơi, nằm theo xuôi theo con cho nó dễ. Đó, đúng rồi. Yeah. Con được con bên này chú Kha. Hay vậy ta. Chú Kha còn dính, chú Kha chưa được cục nào á. Tạm biệt ơi. Chào chào chào, để nhai xíu đi rồi thưởng thức cái gia vị của chú Vinh làm nữa coi. Nãy chú Vinh có thử một xíu rồi, chú Vinh rất là dễ. Ồ cục thịt nó mềm. Úi da. Dính hài. Có lộn cục nó hen. Chào chào Minh nghe rồi nè, thấy gia vị được ăn được không? Đẹp quá ngon. À, vô. Đúng là thằng thịt má heo ăn trong nhọn nó mềm. Ừ. Thấm gia vị ngon quá. Bên cũng làm một miếng nữa nhỉ, anh em làm chảy nước miếng quá. Chào vô, cái vị nước mắm, cái chấm đồ nướng thằng Ánh của bên. Ừ. Ôi dồi. Giờ thì cho nhiều cái. Dứt nha cả nhà, Minh mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Đồ hai. Đã quá. Nè. Này bóc cũng đã luôn. Cái chén gia vị nó ngọt ngọt ha. Dạ. Nó thơm thơm mùi tỏi nó cay cay, chua chua ngọt ngọt cái nha. Cái này ăn đồ nướng là đúng bài luôn. Thôi lấy cái muỗng gấp thêm một tỏi bỏ lên. Có một người cô với mấy anh chị, có người cô với người chị có biết là dùng khăn giấy mua giấy làm anh em pin quên hoài cái nha. Ăn đồ nướng này là cần lắm luôn á. Đúng rồi. Chơi. Chơi húp vô vài miếng cháo huyết nữa. Cháo huyết nữa. Tại mưa nè húp vô ấm đã luôn. Đúng cháo là đúng cháo luôn á. Ngủ rồi. Có dĩa, có dĩa nước mắm này nha. Thấy cháo lạc thì cho thêm. Cho hợp. Ok. Vô mặt nè. Húp. Chèn lên chú Kha. Ăn mà múc qua giải luôn. Chèn lên chú Kha. Húp húp cái húp chén cháo vô cái đổ mồ hôi thêm nữa luôn á. Ờ con này chú Kha. con này chú Kha. Thanh niên thể hiện. Ồ. Quá mình rồi. Mình không có chạy nước miếng. Nhớ hoài luôn hả? Nhớ hoài luôn. Nhớ tới ngày nào mà nghĩ là YouTube thôi luôn á. Cái nào cái đẹp đẹp á nhiều khi nó quên cái nha. Cái xấu xấu nhớ hoài. Cái nào cái xấu xấu nhớ hoài luôn á. Ừ, hỗn rủi. Làm lại cái nước coi. Làm lại cái coi nữa thôi nha. Rồi béo béo cái cục cái xé được béo ơi. Được không? Hay xé được. Được. Nè. Cái dùng đi. Hai cái cục hai hai cắt hai dễ lấy lắm. Hồi nãy hai cái gọc gọc quá. Dạ. Xé được, bé yên tâm. Ừ. Cô mình nó chà một cái tới nách luôn á. Húp bây giờ chén cháo. Giờ húp cháo vừa ăn chứ con húp với con ăn sợ hơi ngán á nha. Rồi cháo rồi có nước nước à. Thơm quá. Cháo nó ngọt gì đâu, hầm nguyên cái đầu heo mà anh em bên có nấu có chừng 3 tô cháo rồi nha. Nè cái cục của bên thì ngon nó... ngon từ thịt ngọt từ xương hả? Bên có gặp ra cái nhà để tét cái vị nó cũng dễ tét lắm. Nè, thấy chưa? Nó là dễ luôn. Nên đã cho em nó ấy hoài. Đúng là mình nướng cái bắt đầu cái nó gáo gáo lại ăn nó ngon ha. Gia vị đồ nướng nó thấm nữa. Nè, dạ. Chú Kha coi con xé luôn nguyên miếng rồi. Đó. Dạ. Mọi người thấy ta. Dạ. Ủa sao nó hạm, nó giống hạm nó ra. Cho nó gỡ mắt được kìa. Dễ luôn hả? Dạ nè. Gỡ mắt luôn kìa. Nè, cái hồi nãy này hai anh em mình gỡ ra nó rộng hơn nè. Cái cô béo nó còn bự hơn, biết không? À. Vậy là phải chặt luôn cái hàm này. Giống như là người ta bổ giữa cái này là lấy ốc nè, nó cái phần của béo bự hơn nhiều nè. Hẹn gì ở đây nó không lấy con mắt được nè. Cái phần của béo nhỏ hơn. Ủa, cua mình nhỏ hơn. Chấm luôn Bình. Này lại nha. Lấy cái muỗng chan vô viên cua Bình. Chạp ngang. Coi nè. Ủa, nó gỡ được luôn. Cục mình ngon ta. Ừ, nó dễ ta. Ra luôn rồi. Coi còn cái cục gì nè, căng cái. Trang lên ha. Như của mình nãy nó cạo cái tới bến thì chứ. Mấy cái phần nó khô khô để thấm này dễ ăn thiệt ngon.
ăn nó mỏ dùm mèm luôn. Không, không vào, không vào. Mình thở máy mình ăn ngon rồi đâu. À, con không chạy gì đâu, con cười chút nha. Ai ơi, vậy con. Cụ mình nó ăn vậy là nó hay á béo cưng trang như vậy, nó dính được mấy miếng tỏi á, muốn tỏi rồi con bự lại lên gạo. Trời ơi, coi nó kìa. Cái này là dính mấy nói chuyện, nó giật chỗ chén cháo của nó. Mà kìa cái cục của em giờ không gỡ được như cục của mình nè. À. Buồn luôn hả? Buồn luôn, nó dính cái ngắt. Nó dễ luôn. Không kẹo được mấy miếng tỏi, có tỏi vô nữa ăn thơm lắm cái nha. Vụ này chắc phải lấy cái búa tạ lên đây mình bữa nữa. Nè mày có bưởi, mày có minh, lúc nào cũng gỡ được nha con. Chứ nay sao gỡ được như con? Ừ. Không được gỡ với con thôi. Tại con hơn rồi. Gỡ luôn, tạm luôn cho bỏ tập. Không nha, ở trong đây có hồng hạch, thằng hồng hạch mềm lắm nha béo. Dạ, ở trong đây phải không? Nằm đây à? Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ. Còn hơi. Chú ca chú à, con mát mày chú hè. Đâu, dứt cái rồi, chan hay chấm. Chan hay chấm. Chàng nó mới dính tỏi phải không? Tỏi nó thơm. Thôi. Sao nó dặn anh Tân rồi? Hết nói chuyện cái con mắt luôn rồi. Coi chừng xịt nước nha con. Tại không con mắt thường thường nó cái nước nó ngọt lắm, nó bể á. Con ếch này cái họng hơi bị bự rồi. Không nói chuyện được. Nó cười không à. Mướp nướng này cũng giống như mướp hấp vậy nha. Ăn được. Trời ơi, dặn rồi. Nó bắn chào quá cả nhà. Không, thấy cái cảm giác mà như anh cả chỉ ăn mà nó nướng vậy ăn nó đậm đà hơn ha. Mà dạ. Nó ít ngán hơn cái mà mình nấu cháo ấy nữa. Mình nướng nó khô với cái dầu là ăn nó không ngán. Cũng như mấy cái nhựa, cái mỡ á, béo á. Dạ. Nó khô rồi, ăn rất là nó đậm vị hơn mà nó không có ngán cả nhà. Bây giờ chứ ăn không được hả mình? Múc. Nó múc. Giờ cục thịt nó nhỏ rồi, chú Hào phải múc nó thôi. Quá sùng sượng. Đâu không lũi nữa. Quá ngon. Không lũi. Tẩu chút nè. Mấy bóp mà cả nhà có nấu cháo má heo mà cả nhà đem nướng thử một lần nha. Nhà anh cả chỉ quá đúng sách luôn á. Ăn làm gì quá. Ăn vậy nó không ngán. Ừ, không ngán nữa. Ừ. Cái gì? Bắn. Không. Chú Khang giữ tham gia giả được rồi. Thấy có hai dùng con vô có ngàn. Cái dao. Vậy Binh phát hiện rồi cái dao hồi nãy á, tại nắng nó héo lẹ rồi nha. Tắm nước con cái nó hết rồi. Hồi nhỏ em phá ăn con mắt này lắm nè. Mẹ chợ đi chuyên gia mẹ mua hàng mắt cho em. Còn chút xíu. Còn nó. Nhưng mà có để nguyên cái cắn được không hay là cắn ra nguyên cái luôn. Dữ dằn. Mình đang thấy thèm thiệt luôn cái nha. Cũng mình nhìn thấy thèm được chứ. Cái gì nhắm kiếm gì vậy? Cái phần này thấy chú hai đâu xem bằng con. Cả tỏi. Cái nữa, cái củ béo cũng giống vậy mà tại vì mình gã không ra được á. Ám đồng chiến sĩ. Mời anh em Binh sẽ dẫn cái nhà đi xong tiếp nha. Sáng giờ anh em Binh hậu chuyện hôm qua với hồi sáng nè, anh em Binh làm cái mui. Không, cũng như là làm mấy cây khác lên thôi nha. Rồi chống coi tấm có tấm bạc cái tên á. Giống như mấy anh đi cano mà làm cái kiểu mà tiền chế nhẹ nhỏ á. Nên em Binh có cho mát. Cái này đi câu á, nó văng nắng, nó thời gian mà ngồi chờ nó nhiều hơn nữa. Nếu mà ra đập á thì ra bè á thì có chỗ mà mình ngồi ké. Dạ đúng rồi. Còn không ra bè á thì giữa tại giữa không thì nó hơi kịch. Nên anh em Binh làm xong hết tên rồi, ngày mai dẫn cái này ra cầm. Quay cảnh đẹp cho cả nhà xem. Gây xong, tắm xong. Xong rồi. Ngon. Xong tới xong. Thì lúc kinh nghiệm mình có chừng này. Không có, chơi một phát ngọt luôn à. Xong phim. Xong phim. Ôi, gà nguyên cục thịt nằm ra chính giữa luôn á. Cái nước chấm như phai, cái nhà phai như Binh á, ví dụ quyết định ăn mình làm đậu nướng mà ăn nước chấm như Binh á, cái nhà nhớ ngâm trước nha.
chứ mà mình làm đồ nướng dọn tẹt cái này mình mới làm ăn cái tỏi nó nồng lắm. Còn bây giờ là hết nồng à. Nhầm đó, giấm này hè hả? Không phải. Nhưng mà mình làm nước chấm trước. À. Mình làm trước cái lần có làm mình thịt sẽ đậu ngon xong cái mình làm nước chấm là tới à. Ừ. Đã nồng không? Nó không có thời gian để cho nó dính nó thấm cái tỏi nó bớt nồng á. Thấy ba cái dĩa là hợp lại luôn ha, chứ chén cháo không mà cầm cái cục đó là không xong á. Đúng luôn. Đúng rồi các má, em thấy thương thương vậy mà móc thịt là móc hoài còn hoài luôn á. Đúng rồi. Thôi cái hồi đó bắp nhẹ, nãy nó mua mà mua ra xương thịt heo để hầm á, mua cái má heo để hầm nó ăn hết nó đó. Dạ dù ngay cái phần má nó thịt nó gom nó mềm nữa nên nó không có khô, nó không có sậm. Dạ. Mấy đứa nhỏ nó dễ ăn lắm. Dù như mình lớn á, dù như thịt sậm quá mình trọng qua trong lại mình nuốt thôi hồi. Còn mấy đứa nhóc á nó nhai hoài, nó nhai càng nhai thì nó càng khô. Dạ. Còn cái thịt này thì nó không có bị khô. Không có gân nữa. Cắn cái nước là một cái. Muốn nướng ăn cũng bén quá chứ. Đây cái phần bén là phần này nè. Phần mỏng mỏng à. Đây. Đây cũng là một cục nè. Kẹp tỏi rồi. Cái kháng bớt để ăn bị ấy à. Hồi nhỏ ngu lắm nha. Dạ. Cái khét vàng vàng này là nó thơm ăn. Nhất là ăn cái món mà bò né. Ừ. Thiên gia vét xả luôn á. Khét nó mới thơm. Vậy tập trung ngay đó nữa. Nhưng mà không tốt. Dạ. Tại vì cái đầu khét nó không tốt. Còn Minh còn cục con, xé đi đi con. Không còn. Còn hả? Từ nãy giờ không dám cạp, sợ cháu. Em cạp với nó là mũi luôn. Mấy cái phần này nó gia vị nó thơm. Cười chú ơi. Mình ăn vậy nó mới đã. Chứ gỡ rồi hết ăn. Cái miếng xương này dục chắc mình nó chết quá. Cạp còn ba khét không cho ta ăn được rồi bày đặt. Đem dục con đi bày đặt hay rảy chúng ta hả? Đã. Cái này còn miếng thịt tới bến nè. Miếng này có dày nè. Đau á. Chen thì lên. Thú lũi. Để mình lên. Cái này chắc thôi, chắc cũng làm hay quá. Một cái thì như của mình hồi nãy lên ra con ếch luôn á. Ăn cái này chắc anh em bị chửi nữa. Quẹt quá trời quẹt. Không nhau. Mấy cô có nói mấy cái chuyện nó nói mà giờ anh em bị lỡ quên thì biết sao rồi. Lâu lâu mới ăn làm nướng một lần không biết. Vậy mình cho là lấu quẹt ra vô nghe hỏi vô nghe rồi. Hết lại. Không còn nữa. Để con quẹt thằng cha. Lâu lâu mới ăn cái mà nó hơi xấu một tí như vậy. À, mấy anh em bên quên mua cái vụ con giấy rồi. Mà chỗ ha, ăn đồ nướng ăn cháo là đồ mồ hôi đổ thì chứ mưa lạnh mà vẫn đổ mồ hôi. Cái bãi chén cháo rồi. Trong đây còn một thịt à, mà lấy không được nè. Có cá nè, cái muỗng. Một chú cháo mình tạo thêm kem búa nữa chú ha. Dịnh dịnh. Chén này chén cháo nhà dãi nhảy lắm rồi. Rồi sắn. Rồi. Mình. Thấy gì cho mình? Đó, gà cho mình. Đó, thấy gì cho mình? Chưa. Thấy. Nó nè gà nào thấy mình. Đó, thấy gì cho con. Chết đi chú gà. Con thấy gà nghe hết theo. Ừ. Không miếng cháo tráng miệng nữa là cứ bình nghỉ nha. Đang ngon. Dạ. Cắn cắn cái đồ xương.
Nó có hay quá vô hả? Có mình có mấy kìa. Còn gà hết luôn chứ. Đó, gà luôn rồi. Đấy muỗng, đấy muỗng. Gà đó rồi con. À. Đúng, đúng rồi. Cháu không? Cô Minh làm cái nửa cái đầu này là quay điện luôn á. Hết luôn rồi chẳng nghe. Hết luôn rồi. Hết luôn rồi mấy anh chị ơi. Trời ơi, giống chửi nữa. Thằng Cà không còn gì tên quăng người tao thấy thấy nó ghê quá hả? Còn cái phần cháo này còn lại sáng nay nay bình hầm cái ăn sáng đi ra xong luôn. Xong, xấu quá bạn. Ngày buộc xấu rồi. Tay chân mình mấy rồi mặt mày. Còn Minh rồi. Ở dính đây là con, cái mặt dính rồi. Ờ cái mặt dính rồi. Nó mũi luôn rồi. Cắm lên tay rồi, để cái. Đó. Chết luôn. Thôi bà anh em đi làm việc cái nhà nha. Bye bye cái nhà. Để nó lội tầm xấu nó ra nữa. Em lầy quá. Để con chịu em giá. Thôi được rồi.